Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai giúp Trung Quốc Anh hạ Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung đã bị ra tòa một lần và hiện nay ít nhất có hai tội nữa đang được điều tra và hoàn tất hồ sơ. Có khả năng ông Chung ra tòa tiếp tục hai lần nữa. Trước ông Chung có Đinh La Thăng đã ra tòa đến 4 lần để thỏa cơn giận dữ của ông Nguyễn Phú Trọng. Giận cá chém thớt, bắt Nguyễn Tấn Dũng không được, ông Nguyễn Phú Trọng chút giận lên đầu Đinh La Thăng. Được biết ekip điều tra Nguyễn Đức Chung được chỉ đạo trực tiếp từ Tô Lâm nên mọi nhất cử nhất động của vây cánh ông Nguyễn Đức Chung đã bị giám sát vô cùng chặt chẽ. Vụ án Nguyễn Đức Chung được ông Tô Lâm cho theo sát và giăng bẫy bắt Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, trú ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Đức Chung thời còn quan hệ tốt đẹp. Ông Tô Lâm bắt thuộc hạ Phạm Quang Dũng của mình như là một lời cảnh báo đến bất kỳ ai mà ủng hộ hoặc hỗ trợ giúp cho ông Nguyễn Đức Chung thì ông Tô Lâm sẽ không tha. Nói thẳng ra là ông Tô Lâm đã ra tay dọn cỏ tàn tích Nguyễn Đức Chung trong Bộ Công an. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ai có khả năng ra lệnh cho Tô Lâm đưa tay mạnh như thế để triệt hạ đồng đội cũ? Dưới quan sát, tình hình nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng bảo được Tô Lâm làm gọn gẽ và chuẩn xác như vậy thì chỉ có người đốt lò chứ không ai khác. Đó là điều mà nhiều người nhìn ra. Tuy nhiên, uẩn khúc bên trong là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại ra tay quá mạnh đối với Nguyễn Đức Chung đến như vậy. Câu hỏi này rất nhiều người cũng chưa thể giải thích nổi. Nếu nói sai phạm thì Hoàng Trung Hải sai phạm nghiêm trọng hơn Nguyễn Đức Chung rất nhiều. Sai phạm của Hoàng Trung Hải kéo dài gần 20 năm và làm thất thoát ngân sách rất khủng khiếp. Còn Nguyễn Đức Chung thì đến hôm nay ông ta chỉ sai phạm trong 4 năm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà thôi. Vậy sao ông Nguyễn Phú Trọng lại đánh ông Nguyễn Đức Chung bầm dập đến như vậy? Có thể nói ông Nguyễn Đức Chung bầm dập với Nguyễn Phú Trọng không thua gì Đinh La Thăng. Tuy nhiên Đinh La Thăng là cánh tay mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng, còn Nguyễn Đức Chung là cánh tay mặt của ai vẫn chưa rõ lắm. Không biết ông Nguyễn Đức Chung trước đây có ý thức được kẻ thù chính trị của ông là ai hay không. Nếu nhận ra mà vẫn thua thì đành chấp nhận, còn thua vì không nhận ra kẻ thù sớm thì đáng trách. Để đến bây giờ đã ngồi sau song sắt nhà tù nhận ra thì đã quá muộn. Và điều đấy đưa ra câu hỏi là ai là kẻ thù của ông Nguyễn Đức Chung? Người Trung Hoa thường nói khi bạn bị hại mà không phát hiện ra kẻ hại bạn thì bạn hãy xem ai là người có lợi nhất khi bạn bị hại thì chính kẻ đó là kẻ thù giấu mặt của bạn. Đó là bài học mà người xưa luôn dạy cho đời nay thông qua những giá trị họ đã lưu lại. Nhìn sang ông Nguyễn Xuân Phúc, người ta thấy ông Phúc chăm chú vào chiếc ghế tổng bí thư, nhưng sai rồi. Ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là đối thủ của Nguyễn Phú Trọng. Đối thủ chính của ông Nguyễn Xuân Phúc phải là người đã cướp mất chiếc ghế thủ tướng của ông, đó là ông Phạm Minh Chính. Tương tự như vậy, đối thủ chính của Nguyễn Đức Chung không phải là Nguyễn Phú Trọng, vì ông Chung chưa bao giờ là đối thủ của ông Trọng. Ông Trọng đốn hạ Nguyễn Đức Chung chẳng qua vì đàn em ông Trọng cầu cứu ông giúp sức, phải phân định là như vậy. Và câu hỏi đặt ra là người ẩn danh không ra mặt lại hạ ông Nguyễn Đức Chung nhưng mượn tay ông Trọng hạ ông Chung là ai? Đó chính là người hưởng lợi nhiều nhất khi Nguyễn Đức Chung ngã ngựa. Theo nguyên tắc suy luận của cổ nhân thì đó là ông Trung Ngọc Anh, vì ông Trung Ngọc Anh được lợi lớn nhất khi ông Nguyễn Đức Chung vào nhà đá. Điều đáng nói là cho tới bây giờ người ta vẫn cứ nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng vì đốt lò làm sạch đảng mà hạ bệ ông Chung. Nếu đốt lò làm trong sạch đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng phải đốt cây củi Hoàng Trung Hải trước, chứ sao lại đốt cây củi Nguyễn Đức Chung trước như vậy. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh với nụ cười quen thuộc. Thực ra bề nổi người ta không thấy được sự đấu đá giữa ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Đức Chung. Một số nguồn tin riêng cho biết ông Trung Ngọc Anh là con người thâm trầm, nhìn mặt rất dễ lầm. Ông ta không ồn ào, miệng cười sởi lời với mọi người nhưng toan tính thì hơn người. Khi mới vừa thay ông Nguyễn Đức Chung, nhiều người còn mỉa mai khuôn mặt của ông rất giống những quan định thần trong thế giới điện ảnh. Có lẽ người ta ác cảm với khuôn mặt ông
nên sinh ra xem thường. Và cả cộng đồng xã hội có vẻ vẫn xem thường ông Trung Ngọc Anh hơn là ông Nguyễn Đức Chung. Tuy nhiên, theo một số người hiểu biết thì ông Trung Ngọc Anh đáng ngại hơn ông Nguyễn Đức Chung rất nhiều. Ông là mẫu người dự tính mà không ai đoán định được. Đó là điểm ông Trung Ngọc Anh hơn ông Nguyễn Đức Chung. Và chính vì có yếu tố đó, ông Trung Ngọc Anh đã hạ được ông Nguyễn Đức Chung, trong khi mọi người nghĩ người làm điều đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Và điều này đưa đến câu hỏi là vì sao ông Trung Ngọc Anh muốn loại Nguyễn Đức Chung? Mấu chốt là gốc gác và địa vị. Ông Trung Ngọc Anh sinh năm 1965, tức năm nay 56 tuổi, là một tiến sĩ và là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 và 13. Ông vào Trung ương Đảng và một lượt với Nguyễn Đức Chung, trước đây ông từng nắm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cũng như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trung Ngọc Anh là dân Hà Nội gốc. Ở khía cạnh địa phương thì ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Phú Trọng là người cùng quê. Đó là điều mấu chốt. Được biết, trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng rất nhiều nhóm lợi ích cấu kết với nhau dựa theo quyền lợi địa phương. Nhóm Nghệ An trước đây như Nguyễn Sinh Hùng thì đang đỡ Vương Đình Huệ làm một ví dụ. Đó là những nhóm lợi ích hình thành và do ràng buộc quyền lợi mang tính địa phương. Vậy còn ông Nguyễn Đức Chung thì sao? Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, hiện nay 54 tuổi, nhỏ hơn ông Trung Ngọc Anh 2 tuổi, nhưng được xem là một lứa. Ông Trung vốn là thiếu tướng, giám đốc công an Hà Nội. Ông Trung cũng vào Trung ương Đảng một lượt cùng ông Trung Ngọc Anh, tức vào năm 2016. Ông Nguyễn Đức Chung vốn không phải là người Hà Nội gốc. Ông sinh ra ở Phú Thọ, nhưng lớn lên ở Hải Dương. Ấy vậy mà ông sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội và nắm được chức chủ tịch thành phố đầy quyền lực. Chức chủ tịch thành phố Hà Nội và chức chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh là hai chức rất gần gũi với vị trí ủy viên Bộ Chính trị. Nếu không bị truy tố, rất có thể ông Nguyễn Đức Chung giờ đã là ủy viên Bộ Chính trị rồi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung, không ngờ có Trung Ngọc Anh đứng quan sát phía sau. Được biết khi vào Trung ương Đảng, ông Trung Ngọc Anh nắm Bộ Khoa học và Công nghệ, một bộ rất nhỏ trong chính phủ. Người đứng đầu bộ là ủy viên Trung ương Đảng, tuy nhiên quyền lực thì không có, và nếu ngồi lâu ở ghế này thì ông Trung Ngọc Anh sẽ khó có cơ hội vào Bộ Chính trị. Để được vào Bộ Chính trị thì một là phải vào Ban Bí thư, hai là phải làm Chủ tịch thành phố Hà Nội, ba là nắm các bộ lớn của chính phủ như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương và Bộ Tài chính. Vì vậy, nhu cầu phải tiến vào nắm các cơ quan đó là yêu cầu cấp bách cho ông Trung Ngọc Anh. Điều đáng nói là rất nhiều vị trí để ông Trung Ngọc Anh chiếm, nhưng tại sao ông Trung Ngọc Anh lại chọn ghế Chủ tịch thành phố Hà Nội? Đó là câu hỏi cần được giải mã. Xoán ngồi, theo một số nguồn tin thân cận cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng là con người rất có đầu óc địa phương. Với vị trí Tổng Bí thư, ông ngầm ra quy định bất thành văn là vị trí này phải là người miền Bắc có lý luận. Với tiêu chuẩn này, ông đã kéo được phe miền Bắc đoàn kết lại và loại được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vai trò ứng cử chức Tổng Bí thư sau hai nhiệm kỳ Thủ tướng. Trong phạm vi hẹp, ông Nguyễn Phú Trọng xem người Hà Nội gốc bao giờ cũng thân thuộc hơn người ngoại tỉnh. Người ngoại tỉnh đã trở thành cánh tay đắc lực của ông Trọng khi và chỉ khi họ mang lại lợi ích thiết thực cho ông như Tô Lâm chẳng hạn. Còn người mà mang lại lợi ích không rõ ràng, ông Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng thí tốt. Đinh Thế Huynh và Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng là người tính toán nhiều bước mà đối thủ không biết được, thì Trung Ngọc Anh cũng có phẩm chất ấy. Đấy là điểm hợp nhau giữa hai con người cùng quê Hà Nội này. Theo nguồn tin riêng cho biết, thì năm 2016, khi ông Trung Ngọc Anh vào Trung ương Đảng, thì lúc đó Ban Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng cũng đẩy lên, không xếp Trung Ngọc Anh vào được. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi Trung Ngọc Anh tạm ở chính phủ chờ ngày ông xếp tiếp. Và đó là lý do ông Trung Ngọc Anh chấp nhận ngồi vào ghế nhỏ bé là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vị trí trong Ban Bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng không thể sắp xếp, vì Ban Bí thư toàn là đệ ruột của ông, thì làm sao ông có thể loại ai để đưa Trung Ngọc Anh vào đây cho được. Chỉ có thể là loại bỏ người gốc ngoại tỉnh Nguyễn Đức Chung để đưa Trung Ngọc Anh vào mà thôi. Dường như đó cũng là lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Tô Lâm theo sót Nguyễn Đức Chung và tìm ra sai phạm là ra tay để loại ông này và đưa Trung Ngọc Anh vào ghế thay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đứng trước tòa, nhận ra đối thủ Trung Ngọc Anh đã quá muộn.
Nguyễn Phú Trọng đã thả câu mãi cho đến năm 2019 thì mới dính câu. Giới am tường cho rằng ông Nguyễn Đức Chung không hề biết đang có một hệ thống theo dõi ông, sẩy chân là tóm. Ông Nguyễn Đức Chung không làm gì sai, cho đến khi ham làm kinh tế quá và dính vào Nhật Cường Mobile thì bị bắt ngay. Thế là mất ghế và Trung Ngọc Anh đã chám ngay vào. Thực tế Nguyễn Đức Chung được người ta đánh giá là võ biển chứ không thâm như Trung Ngọc Anh. Giờ nhận ra đối thủ của mình là ai thì đã quá muộn với ông Nguyễn Đức Chung. Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Họ toan tính rất thâm và hiểm, nhắm vào nhau như là họ đã làm với dân vậy. Thâm hiểm và khó đỡ là những từ mô tả hết những trò đấu đá bất tận giữa các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đất nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021 với bản tin Ai giúp Trung Ngọc Anh hạ Nguyễn Đức Chung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.